Chào tất cả các bạn nhé. Mình đang đang chiết cây hoa hồng. Thì cái công việc chiết bây giờ thì nó cũng làm nó rất là dễ, cũng rất là nhanh. Thì so sánh với trước đây thì cái việc mà chiết cành ấy thì cũng không có nhiều. Nhưng mà hiện tại thì mình đã thấy rất nhiều nơi người ta cũng đã chiết rồi. Thì cái việc mà bây giờ cành chiết ấy được rất nhiều người ưa chuộng ấy. Bởi vì là thứ nhất đây là cái giá thành nó rất là hợp lý, và cái thứ hai nữa là nó vận chuyển khá là dễ dàng, nên là cái số lượng khách mà đặt cành chiết ấy thì của mình khá là nhiều. Thì cành chiết thì có nhiều bạn ấy trồng thì các bạn cảm thấy như là cành chiết nó đạt cái tỷ lệ sống rất là cao, và mình nghĩ là khi mà các bạn trồng ấy thì ai mới những người mới chơi thì có lẽ là các bạn có nhiều bạn cũng chưa có nhiều những cái kinh nghiệm, thì ít nhiều cũng sẽ dẫn đến cái việc là nó hỏng. Nhưng mà cái số lượng mà các bạn đến nỗi có nhiều bạn nói chuyện với mình là các bạn ấy khi mà về các bạn còn trồng thẳng cả cây mà còn không bỏ cả cái ni lông ra ấy, thì cái tỷ lệ sống thì nó cũng đấy là những bạn mà gọi là các bạn chưa am hiểu, và thậm chí các bạn còn không hiểu gì về những cây hoa hồng cơ, thì nó cũng rất là khó. Thế còn hiện tại thì bây giờ đã vào mùa hè và chiết cành thì nó cũng có gặp những cái khó khăn. Còn hiện tại thì cái việc mà cành chiết được rất nhiều người lựa chọn ấy, và nó trở nên thành một cái cơn sốt về cành chiết thì nó cũng không phải là cái điều ngạc nhiên. Bởi vì hiện tại thì cũng có rất nhiều những cái vườn khác chiết. Thì ví dụ như mà cái mình chiết cành như thế này thì một ngày như thế này mình cũng có thể chiết được khoảng 250 cho đến 300 cành. Và thậm chí là nếu như mà có người làm cùng ấy thì người làm người bó thì nó cũng rất là nhanh. Chỉ một buổi sáng thôi thì mình cũng là làm được khá nhiều. Hiện tại về mùa hè rồi ấy, thì với một số giống nó rất là khó chiết các bạn ạ. Và thậm chí nó chiết nó còn không ra rễ cơ, chứ không phải là các bạn nghĩ là mà chiết mà mình bán được nhiều, thậm chí là chiết nó còn hỏng khá là nhiều về mùa hè này. Thường nghĩ là đây ở đây thì mình đang chiết những cây mon này, mình đang chiết những cái cành mon, và chiết cành như này thì mùa hè này một số giống thì nó khó ra rễ, mình chỉ chiết một số những loại rễ thôi. Đấy. Mà chiết thì thường là mình sẽ không bó ngay, mà ví dụ như mùa hè này thường ấy thì có thể là sau khi khoanh vỏ, bóc vỏ này, bóc tách vỏ này thì khoảng bình thường là sẽ khoảng 2 ngày 3 ngày thì sẽ ra bó. Nhưng mà đối với mùa hè này ấy, nếu như mà đã khoanh vỏ, đã tách vỏ rồi thì mình phải bó, ví dụ sáng nay mình khoanh và chiều thì mình sẽ phải bó lại, không bởi vì là nó sẽ khô và nó hỏng cành. Mình sẽ quay cho các bạn xem một số cành mình chiết ngày hôm qua. Đây là một số những cây mon mình chiết ngày hôm qua. Mình chiết đây. Nó mỗi một cành chiết ấy thì sẽ khoảng như thế này. 1 2 hơn 40 phân. Mình cũng mới chiết đây. Đây những cái cành chiết mùa hè ấy thì vẫn chiết ok các bạn nhé. Vẫn chiết thoải mái, không vấn đề gì cả. Đây mình vừa bó chiều hôm qua đây. Vừa bó chiều hôm qua. Đây là những cây mon mình bó chiều hôm qua. Còn lại là đa số là những cây chiết thì sau khi mà tách vỏ như thế này thì nếu như mùa hè nó chỉ khoảng 1-2 tiếng thôi là nó sẽ khô hết cái phần này. Và mình phải bó ngay này. Nếu như mà để vài ngày mình mới bó là nó chết hẳn cái cành này. Đấy là mình mất công. Mình phải khi mà tách vỏ như này, mình sẽ tách hàng loạt. Như mình vừa nói, một ngày nếu như mà nhanh tay ấy, thì mình có thể chiết được tách vỏ này thì có thể được khoảng 200-300 cành. Đấy, bởi vì có những cái dụng cụ làm nó rất là nhanh, mình chỉ khoanh có hai phát xong rồi mình tách ra này nó nhanh lắm. Nên là một ngày thì mình có thể khoanh được khoảng 250-300 cành, sau đó nếu như mà cộng thêm với cái việc bó nữa thì có thêm người thì cũng rất là nhanh, một ngày cũng bó được mấy trăm cành. Nhưng mà bây giờ thì mùa hè thì nó cũng hỏng khá là nhiều. Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem sang những cái cây mà cành chiết của mình đã trồng nhé.
Ở đây là những cây chiết mình trồng các bạn nhé. Thì những cành chiết mình trồng thì cái tỷ lệ sống nó phải nói là rất là cao. Nó đây là những cành mà thường là đã không bán thì để lại trồng thì nó cũng sống hết. Và có nhiều bạn nâng niu quá thì đôi khi là nó cũng không hiệu quả. Nhiều khi cẩn thận quá nhưng mà cẩn thận lại không đúng cách thì có khi nó lại làm hỏng cây của các bạn. Có nhiều bạn để chỗ mát mẻ này nhưng mà lại độ ẩm lại rất là cao, thế là nó lại rất là hay nấm. Trong khi đó ví dụ như cây của mình đã lớn như thế này rồi thì mình lại mang nó ra phơi nắng, mà bây giờ thì đã vào mùa hè thì các bạn biết rồi, nó rất là nóng. Thế mà những cái cây mà mình không che đậy đã lên như này rồi, mình mang ra mình phơi nắng, thế thì nó vẫn phát triển bình thường, mà tại sao một số các bạn thì cây nó lại hỏng? Bởi vì có thể nếu như đã lên như thế này rồi mà các bạn lại để trong bóng mát hoặc là ít nắng mà giá thể của bạn quá cao thì nó lại hay bị nấm. Đấy, trong khi đó mình mang ra phơi nắng nhưng mà mình tưới lại tưới được nước. Ví dụ một ngày mình sẽ tưới 2 lần. Những cây nhỏ mà ở bầu nhỏ như thế này nếu như phơi nắng ấy, nó mất nước rất là nhanh. Và nếu như mà các bạn không tưới được nước ấy, mà không cung cấp đủ nước ấy, thì cây là nó sẽ chết. Và khô rễ của nó sẽ khô, là nó hỏng. Đây các bạn có thể nhìn này. Ở đây có những cây của mình này, có ở đây có một cái cây chết này. Đây này, có một cây chết này. Còn lại là sống hết, có đây cũng có một cây chết này. Đấy, thì đây là những cái cây mà lúc ngay từ lúc mình trồng xuống rồi thì nó đã không có rễ rồi, là mình cứ trồng vu vơ thôi. Chứ còn riêng cây nào mà có rễ là sống hết. Những cái cành này là mình không bán này. Những cành này là loại ra này để trồng ra đây để nó lên được cây nào thì lên thôi. Nhưng mà các bạn có thể thấy là cái tỷ lệ sống phải nói là đến là 99% rồi, chứ còn không nói là chết. Có nhiều cành ấy, mình khi mà mình trồng xuống đây nhá, thậm chí là mình còn chưa thấy một cái rễ nào. Mà thậm chí có cành nó chỉ mới hơi sủi cục lên thôi mà nó cũng sống hết. Mà trong khi đó là một số các bạn trồng nó hỏng. Với có nhiều bạn là kêu có nhiều bạn là phản ánh với mình là khi mà cây trồng lên rồi thì vẫn chết. Thì cái cây nhỏ này nó giống như đứa trẻ con ấy. Mỗi một cây nhỏ này thì nó giống như một đứa trẻ con. Nếu như các bạn chăm sóc không cẩn thận là nó ốm đau hoặc là nó bệnh là nó chết. Bệnh chủ yếu trên cái cây non này nó chỉ có là bệnh nấm thôi. Đấy, thì còn ngoài ra thì những cái bệnh khác thì nó không đáng ngại các bạn ạ. Các bạn trồng chủ yếu là các bạn xem cái chỗ mà các bạn nó để nó có phù hợp chưa. Thứ nhất là có phù hợp chưa. Thứ hai nữa là cái độ ẩm của các bạn có ổn định chưa. Giá thể của các bạn có tốt chưa. Thì cây của bạn nó mới phát triển được. Có nhiều bạn nhé, một số các bạn trồng nhé, cái cây mà khi mà nó lên rồi là nó sẽ nó còi cọc lắm. Tất nhiên những cây chiết này nó không thể nhanh được các bạn nhé. Thời điểm ban đầu ấy thì nó phát triển rất chậm. Sau khoảng từ 2 tháng thì lúc đấy nó mới bốc lên rất là nhanh. Bởi vì nó đã đủ rễ rồi. Còn mới đầu này nó chỉ ít rễ thôi. Và nó toàn là rễ tơ thôi. Nó làm sao nó nhanh được. Nên là các bạn phải hết sức bình tĩnh. Không được nóng vội. Và không nên bón quá nhiều. Thứ hai nữa là có một số bạn ấy thì ngay từ ban đầu mình vẫn nói là cái giá thể này nó rất là quan trọng này. Giá thể của mình đây. Các bạn nhìn này. Mình hôm nay mình không tưới bởi vì là mình mới phun thuốc. Giá thể của mình nó có bao gồm đất màu với chấu thôi. Nên là bộ rễ nó lên rất là tốt. Nó phát triển rất là tốt. Đây này. Đây đất nó như thế này. Các bạn nhìn rõ. Đất nó như thế này này. Đây là mình chưa tưới nhá. Nếu như tưới vào thì nó độ ẩm nó sẽ tốt hơn một chút. Đây. Giá thể của nó của mình đây. Đây có chấu này. Đây giá thể của mình như thế này. Đấy. Rễ này. Đấy. Những cây này mình còn chưa sử dụng những cái loại mà thuốc kích rễ đâu. Mình còn chưa tưới kích rễ hoặc là chưa tưới cái phân mà để phân giảng loãng để cho cây đâu, bởi vì những cây này mình chỉ tưới nước không thôi. Nó mới ban đầu thì nó chỉ chậm vậy thôi, còn không thể nhanh được. Còn cái cơn sốt bây giờ ấy thì ai cũng muốn mua cành chiết, bởi vì cành chiết thứ nhất nó có những cái ưu điểm. Thứ nhất là các bạn sẽ lựa chọn được nhiều giống này, rồi thì các bạn sẽ mua nó dễ dàng hơn này, vận chuyển nó cũng dễ dàng hơn. Và ngoài ra thì quan trọng hơn là đến cái khâu cuối mà các bạn làm, đó là ươm trồng làm sao để nó đạt hiệu quả thì nó mới là vấn đề. Bởi vì là ai thì cũng sẽ có những cái sai lầm, và chỉ có những sai lầm mà các bạn biết tích lũy nó lại thì các bạn mới tạo nên thành công, chứ không phải bạn nào cũng sẽ thành công được. Còn đối với những cây chiết ấy thì mình khuyên tất cả các bạn là khi mà lựa chọn cành chiết, có nhiều bạn nhé, các
các bạn mua, tất nhiên là cành chiết thì có rất nhiều nơi bán, không chỉ riêng của mình bán, nhưng mà mỗi một nơi sẽ tư vấn một cách khác nhau. Và nếu như mà các bạn theo dõi những video mà mình đã hướng dẫn trồng cành chiết thì mình nghĩ tất cả các bạn đều thành công, bởi vì không phải là nơi nào cũng sẽ tư vấn cho các bạn một cái cách nhiệt tình nhất. Tuy nhiên thì cái cách làm, nếu như các bạn làm không đúng, hoặc là các bạn làm mà nó chưa đạt được cái hiệu quả, thì các bạn phải xem lại cái cách mà các bạn đã làm đúng chưa. Có nhiều bạn làm nó, khi mà mình hướng dẫn thì khi mà các bạn làm nó lại là một cái điều nó khác biệt, nên là có nhiều bạn cũng đã thất bại. Nhưng mà những cái cành chiết này thì mình nghĩ là nó là một trong những cái mà nhiều bạn nên thử và nên làm. Và nếu như đã hỏng thì các bạn có thể làm lại, thì các bạn sẽ tạo được những cái điều mà các bạn mong muốn đạt được. Và cành chiết ở hiện tại thì bây giờ ấy, thì đang là một cái cơn sốt, và hiện tại thì mùa hè cơn sốt này đã bắt đầu tạm thời giảm xuống. Còn mình nghĩ là những cái cành chiết này nó là một trong những cái giống hồng ngoại mà nhiều bạn muốn sở hữu, thì bây giờ nó cũng không còn là quá khó khăn nữa, mà các bạn chỉ cần lựa chọn giống, rồi thì các bạn học hỏi kinh nghiệm, sau đó các bạn trồng thì một thời gian thôi, thì mình nghĩ là tất cả các bạn sẽ có những cây hoa hồng rất là đẹp. Đây, đây là những cây mà mình đã dâm ra đây, và thời tiết rất là nắng. Mặc dù nhiều bạn bảo là cần thiết phải che nắng, mình cũng khuyên tất cả các bạn nên che nắng, nhưng mà những cây của mình ấy, thứ nhất là mình tưới đủ nước, thứ hai nữa là nắng hiện tại vẫn chưa phải là đáng sợ, nên là mình vẫn cung cấp đủ nước. Và cái cách tưới của mình nó rất là hợp lý. Có nhiều bạn ấy thì bảo tưới giữa trưa không được, nhưng mà xin thưa tất cả các bạn, những cái cây của mình ở đây hoàn toàn không có mái che, hoàn toàn không có mái che, và cái bầu cây nó cũng vẫn rất là bé. Hiện tại thì các bạn đang ở trong mùa hè, và nhiệt độ thì từ 37 độ ở ban buổi trưa ấy, thì thậm chí là nó lên đến hơn 40 độ mà nó cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Ở tất cả những cành chiết ở đây của mình không hề bón, chưa hề bón một cái loại phân nào cả đấy, mà cái cây nó vẫn đẹp như thế này. Mình chỉ có phun thuốc nấm này và phun thuốc bỏ trĩ này, rồi mình cung cấp nước thôi, không tưới một cái loại phân gì cả đấy. Mình tưới thì vào 9:30 cho đến 9:30 hoặc 10 giờ, cái thời điểm đấy mình thường tưới, và mình sẽ tưới lại vào tầm 4:30 cho đến 5 giờ chiều. Mình sẽ cung cấp 2 lần cho những cây non này, thậm chí là mình sẽ tưới phun những cái máy phun của mình ấy, máy quay phun của mình ấy, thì mình phun nó sẽ có thể cái tầm 9-10 giờ, mình sẽ phun khoảng từ 30 phút cho đến 1 tiếng để cho nó mát cây. Đấy, bầu rất là bé mà cây vẫn phát triển rất là ổn định, không vấn đề gì cả. Đây là một số cái cây mini Nhật, số mini Nhật còn lại mà mình trồng ở đây này, rất là nhỏ và bây giờ nó cũng đang phát triển rất là tốt rồi. Đây là những cây mini Nhật này. Còn lại những cành chiết khác thì rất là ok, và bây giờ mình sẽ lại tiếp tục đi chiết những cái cây chiết. Đây, cây Ecap của mình mùa hè đây vẫn lên bình thường, phát triển bình thường, lá vẫn rất là đẹp, hoa form vẫn rất là chuẩn như các bạn thấy ở đây này. Mà mùa đông thì mùa đông ấy nó còn đẹp gấp nhiều lần như thế này. Đây, hoa của nó đây, rất là đẹp, lá nó vẫn rất là khỏe. Đấy, quan trọng là mùa hè các bạn cứ cung cấp đủ nước và chất dinh dưỡng thì cây nào nó vẫn phát triển rất là tốt. À, bây giờ là 12 giờ trưa và mình xin kết thúc video tại đây. Rất mong tất cả các bạn xem video thì ấn nút like và nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhiều hơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video lần sau.